chào các bạn nha. Đợi rước mấy nó và chuẩn bị đi rước mấy nó các bạn. Trời ổng chuyển đèn chợ khúc này nè. Mà chắc không mưa, có mưa 3 mấy % mưa. Trời mùa thu khi lạnh khi không lạnh. Mấy ngày nay không lạnh. Tuần này không lạnh, đừng gọi lạnh quá trời. Gần tới Noel các bạn nên nó hết. Anh đi nên lễ nghỉ rồi, nó học có mở buổi còn 2 giờ rước về nghỉ nửa ngày. Bữa nay học đó, có 2 tuần sau qua năm mới nó đi học, các bạn nghỉ hơn 2 tuần, nghỉ 16 8 ngày 9 ngày 2 tuần 16 ngày. Đây lễ là lễ Merry Christmas với mấy niên Happy New Year là nghỉ có 2 tuần, mấy ngày 2 ngày chủ nhật tuần này nữa các bạn, và thành 16 ngày nghỉ đã luôn. Không khí Noel bên đây nhộn nhịp. Dạ ai cũng đi rước con á, đông. Về cái nhà nó trang trí đẹp lắm đúng không? Thầy cô đưa mấy đứa học sinh ra đây nè, những người nào mà rước con á bằng đi bộ các bạn, thầy cô đang dắt mấy đứa bé lại đây. Có người nào dắt xe đón xe thì chạy tới đó. Cô giáo ghi tên ra. Nghỉ 2 tuần là đi lên trên nhà dựng nó sửa. Đi 2, 3 ngày, 4 ngày về. Về cho gà, cho cá, cho chim ăn xong đi tiếp các bạn. Hồi nãy vô tới lạnh rồi, nó ăn nó lạnh. Mưa xuống là lạnh. À, phía nhà dịnh phía trong gần sông. Ở ngoài đó. Ở ngoài lạnh ngát. Đi cái tướng nè, ba lô không đeo mà cầm trên ga vậy đó, đẩy lên cao vậy đó, còn áo đó. Trên nút dưới. Hi, I'm red, thank you. Noel trước cửa nhà ta trang trí các bạn, nhiều nhà ta trang trí xiên á, ta trang trí đẹp lắm, đẹp luôn á, nhiều nhà thì không có. Thứ hai này nó đẹp, ba lô nặng chịch luôn các bạn, và có lớp thớp với sách không á, mà ngày nào cũng na cái ba lô đó của anh Harry với thì nặng của anh Michael. Rồi thấy nhỏ đi thấy thương rồi, mình Ngọc mà cầm cái ba lô lên còn nặng xỉu luôn á, chỉ có sách cái lớp thớp thôi mà nặng độ đó còn hơn mà mấy ký. Mỗi ngày đi rồi đi không nổi rồi. Quà sớm không để Noel, ba nó mua cho cái laptop mà nó khui ra luôn rồi, không có gói không có gì hết. Noel ta mới khui quà cỡ nên nó khui trước. Chào tạm biệt các bạn nha.